phần bài tập so sánh chưa? À, về so sánh là hôm bữa thầy đã phân tích cho các bạn thế nào là so sánh ha, và cấu trúc một câu so sánh là như thế nào rồi ha. Các bạn còn nắm cái kiến thức này không? Một câu so sánh gồm có bao nhiêu phần hả các bạn? Bạn nào mình còn nhớ một câu so sánh gồm có bao nhiêu phần? Nhắc lại cho Có thầy ba nha. phần thầy, có ba Có phần 3 phần. Rồi bạn nào đâu, bạn nào đâu? Rồi. Thầy mời đi nhé. Thầy mời Bùi Tuấn. sánh ba phần. À, bạn Hiển Uy bổ sung đi con. Dạ. Có Là 3 phần. 3 phần 1 là so sánh 1. So sánh một. Thứ hai là từ từ so sánh. Thứ ba là Thứ ba là gì? so Rồi bạn nào bổ sung cho bạn Hiển Uy và bạn Tội Mẫn đi. nó sai là sự vật một và Chính xác. sự vật một, thứ hai là so sánh, cái thứ ba là sự vật hai. Rồi chính xác. Bạn Mẫn nói chính xác ha. Thầy ôn lại cho các bạn một chút nè. Thứ nhất đó là sự vật được so sánh, thứ hai đó là từ so sánh, và thứ ba là sự vật dùng để so sánh, được chưa? Hay chúng ta còn gọi cái đầu là sự vật một, cái thứ hai là sự vật hai, và cái ở giữa là sự là từ so sánh, được chưa? Rồi đó, thấy không, một cái ví dụ được chưa? Đó, sự vật một thầy thuốc, sự vật hai mẹ hiền, và từ so sánh là như, được chưa? Thì hôm nay thầy sẽ chỉ cho các bạn ở trong cái bài tập về so sánh, nó có 3 bài tập, nó có 3 dạng bài tập, được chưa? Nó có 3 dạng bài tập. Dạng thứ nhất Thầy là ơi, tìm hình ảnh so sánh. Bạn nào? Bạn nào có ý em đi vệ kiến? sinh thầy ơi, cho em đi vệ Ok. sinh thầy ơi. Rồi, rồi. Các bạn cứ đi vệ sinh ha. Rồi, trong khi thầy giảng các bạn cứ đi được. Nhưng mà khi quay lại nhớ nhớ nhớ, nhớ coi lại bài giảng của thầy nha. Rồi. Thì trong bài tập so sánh, thầy lưu ý với các bạn, nó có 3 loại bài tập so sánh. Loại thứ nhất đó là tìm hình ảnh so sánh. Loại thứ hai đó là tìm sự vật so sánh. Và loại thứ ba đó là tìm từ so sánh. Được chưa? Rồi, ở cái loại thứ nhất là tìm hình ảnh so sánh, thì một câu so sánh chỉ có một hình ảnh so sánh thôi. Được chưa? Thường thường là chúng ta một câu chúng ta sẽ có một hình ảnh so sánh. Được chưa? Thứ hai là tìm sự vật so sánh. Thường thường trong một cái câu so sánh thì chúng ta sẽ phải có hai sự vật so sánh. Giống như bạn Tội Mẫn vừa mới nói ha, chúng ta sẽ có hai sự vật một và sự vật hai. Và trong một câu luôn luôn sẽ có một từ so sánh. Được chưa? Luôn luôn sẽ có một cái từ so sánh. Ha. Đó. Ví dụ như chữ như, chữ giống, chữ là, chữ tựa, vân vân. Đó là cái từ đó là gọi là từ so sánh. Được chưa? Rồi, như vậy ở cái câu này, những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh giác vàng. Một cái câu ví dụ ha, những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh giác vàng. Câu này là tuần vừa rồi là các bạn đã phân tích câu này đúng không? Thì ở câu này, hình ảnh so sánh là gì?
Hình ảnh so sánh, nếu các bạn xác định hình ảnh so sánh thì chúng ta phải viết toàn bộ cái câu vô nè. Từ chỗ là dòng sông là một đường trăng lung linh giác vàng, thì toàn bộ cái câu đó người ta gọi là một hình ảnh so sánh, được chưa? Hình ảnh tức là nguyên cái câu, nguyên một cái hình ảnh đó gọi là hình ảnh so sánh. Hình ảnh đó nó gồm cả từ so sánh, gồm cả sự vật so sánh, sự vật một, sự vật hai, tất cả toàn bộ đó là một hình ảnh so sánh, nhớ nha. Quân ơi, một lần nữa thầy đuổi con ra khỏi lớp nha Quân. Thầy đuổi là vĩnh viễn không vô lớp được luôn á Quân. Các bạn đang nghe giảng nha, con không làm phách, phá phách nữa nha. Thầy sẽ lưu lại tất cả những cái chat của con để sau này thầy sẽ đánh giá về hạnh kiểm, về học lực của con luôn đó Quân. Và thầy gửi những cái chat này về cho ba mẹ con á, thầy hỏi tại sao là con lại làm như vậy trong lớp á. Chứ không phải con muốn làm gì làm đâu. Nha. Rồi, quay lại bài ha các bạn. Thì hình ảnh so sánh nó bao gồm cả sự vật 1, sự vật 2 và từ so sánh luôn. Toàn bộ cái đó, toàn bộ tất cả cái đó trở thành một hình ảnh so sánh. Và hình ảnh so sánh thường thường là nguyên cả câu, được chưa? Đó, thì ở đây cái câu này nè, những đêm trăng sáng thì nó không có dính dáng gì trong cái câu này. Nhưng mà bắt đầu từ cái chỗ là dòng sông là một đường trăng lung linh giác vàng, thì nguyên cái câu này nè, thì nó sẽ trở thành một cái hình ảnh so sánh, được chưa? Các bạn nhớ chưa? Phần này khó nha, phần này rất khó. Và phần này khi thi học kỳ rất là nhiều bạn làm sai ở phần này, được chưa? Tức là khi người ta kêu mình tìm hình ảnh so sánh, tức là mình phải đưa ra nguyên một câu trọn vẹn, có sự vật 1, có sự vật 2, có cả luôn từ so sánh, được chưa? Còn nếu mà đề thi người ta cho mình là tìm sự vật so sánh, thì tức là trong câu nó luôn luôn phải có hai sự vật trở lên mới so sánh với nhau được. Không thể nào các bạn nêu một sự vật mà nó so sánh với nhau được ha. Ví dụ ở câu này thì chúng ta có hai sự vật. Thứ nhất đó là dòng sông và thứ hai đó là một đường trăng. Được chưa? Hai sự vật đó, dòng sông và đường trăng. Thì cả hai sự vật này chúng ta mới có được là sự vật so sánh. Được chưa? Và khi người ta hỏi là các bạn xác định sự vật so sánh trong câu sau, thì các bạn phải nêu được cả hai sự vật lên thì mới đủ ý, được chưa? Nhớ giùm cho thầy, mọi năm các bạn làm bài đều sai ở chỗ này, các bạn chỉ viết có một sự vật thôi mà quên đi sự vật thứ hai ha. Sự vật chúng ta phải có hai, chúng ta viết có một thì chúng ta bị mất nửa số điểm, rất là oan uổng ha. Chúng ta phải viết đủ hai sự vật. Rồi, cái thứ ba thì cái này ít gặp hơn, tại vì thường thường á là mình rất là dễ làm ở cái này, đó là tìm từ so sánh. Tức là khi mà đề bài cho mình là tìm từ so sánh thì lập tức là mình nhìn được liền không? Rất là dễ xác định ha. Các bạn, chúng ta chỉ có những cái từ ví dụ là như nè, là nè, tựa nè, giống nè, vân vân. Đó, những cái từ đó là những cái từ so sánh ha. Thì ở trong câu này cái từ so sánh là từ gì? Từ là, được chưa? Từ so sánh ở trong này, ở trong câu này là từ là, được chưa? Vậy các bạn hiểu ba cái loại bài tập của so sánh này chưa? Của câu so sánh chưa? Các bạn hiểu ba cái loại bài tập của câu so sánh chưa? Được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ các bạn sẽ thầy sẽ chia sẻ cho các bạn một cái đường link để các bạn lên các bạn xác định cho thầy đâu là sự vật, đâu là hình ảnh, đâu là từ, được chưa? Xác định từ so sánh nè, sự vật so sánh nè và hình ảnh so sánh, được không? Rồi, thầy sẽ tắt cái chia sẻ này, các bạn chờ một chút rồi thầy sẽ chia sẻ cái màn hình đó lên ha. À, thầy cứ để cái chia sẻ màn hình nha, các bạn nhìn để các bạn nhớ ha. Rồi, thầy sẽ mở cái bài tập lên nha.
quá thầy ơi, đâu thấy đâu thầy. Con không phải người gì thầy. Con thấy gì luôn á thầy. À, thầy chưa có chia sẻ nha các bạn. Bây giờ các bạn chỉ cần ngồi các bạn xem lại các cái dạng của bài tập so sánh thôi, rồi thầy sẽ chưa cho cái bài tập sau thầy đang mở lên nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ vô khung chat, các bạn bấm vô cái đường link của thầy để các bạn có thể vào được bài tập nha. Rồi các bạn thấy cái bài tập này, cái bảng này quen thuộc không? Chúng ta đã biết cách làm rồi ha. Chúng ta bấm vào cái dấu cộng màu đỏ, được chưa? Cái hình tròn màu đỏ có dấu cộng á, chúng ta bấm vào và chúng ta bắt đầu chúng ta viết câu trả lời của mình lên đó ha. Thì ở đây thầy cho các bạn hai câu: ông là buổi trời chiều, cháu là ngày rạng sáng. Các bạn sẽ xác định cho thầy trong hai câu này các sự vật so sánh, và từ các sự vật so sánh là được rồi. Rồi các bạn chỉ cần xác định cho thầy các sự vật so sánh trong hai câu này. Rồi bây giờ mời các bạn làm ha. Các bạn bấm vào đây nè, bấm vào cái đó này, nó sẽ ra cái hình cái bút, được chưa? Bấm lên và chúng ta sẽ viết vô tên của mình nha. Ví dụ thầy viết tên của thầy ha. Rồi. Các sự vật so sánh. Được chưa? Đó là ông nè. Rồi cháu nè. Rồi gì nữa đó. Rồi các bạn thêm vô. Xong rồi các bạn sẽ bấm chữ publish. Được chưa? Là nó sẽ hiện lên ha. Rồi các bạn bắt đầu làm nha. Hiện giờ có khoảng 17, 18 bạn đang làm bài đó. 19, 20, khoảng 20 bạn đang làm bài ha. Còn những bạn khác sao chưa thấy làm nha ta? Yeah.
Tất cả những bài làm của bạn thầy đều lưu lại hết ha, thầy đều có lưu lại hết. Cái trang này nó lưu lại bài làm của các bạn được đó. Thầy đều lưu lại bài làm này của các bạn hết để đánh giá nha. Để đánh giá cuối kỳ đó nha. Bạn nào không Làm có bài sao làm trong này. tại sao thầy cũng chưa hiểu này Bạn nào chưa hiểu? Rồi, yêu cầu của bài này là xác định các sự vật so sánh trong hai câu sau đây. Được chưa? Thì các bạn chỉ cần xác định cho thầy các cái sự vật so sánh thôi. Và hay sự á. vật so sánh là gì? Thì buổi sáng thầy đã giảng rồi, mới nãy thầy vừa mới nói đi nói lại sự vật so sánh là cái gì, trong câu có bao nhiêu sự vật so sánh. Không phải thầy cách nào để vô làm nó thầy À, con bật vô trong cái khung chat, con biết khung chat chưa, khung trò chuyện đó. À, rồi con bật vô khung chat, con sẽ thấy thầy cho con cái đường dẫn, con bấm cái đường dẫn đó, con bấm vào cái đường link đó đó là con sẽ vô cái chỗ làm bài. Thấy được chưa? Có bạn nào không thấy không? Không thấy thì thầy gửi lại. Dạ, các bạn thấy đường link chưa? Thầy ơi, nhấn vô rồi thì nhấn vô đâu nữa thầy? Ý là nó có hiện lên một cái bảng á. Hiện lên một cái bảng đúng không? Rồi, À. trong cái bảng đó có cái nút đỏ đỏ này không? Âm là gì? Đỏ. Nè, để cái kia con chuột vô cái nút đỏ đỏ này nó sẽ biến thành cái bút nè ha. Rồi, con bấm cái bút một cái thì nó sẽ ra cái khung để con làm bài. Thì ở trên chỗ này nè, con điền tên và ở dưới chỗ này nè, con sẽ làm bài. Được chưa? Sau khi làm bài xong, con sẽ bấm vô cái nút này để con gửi bài lên trên cho thầy. Được chưa? Rồi, các bạn nắm được hết chưa? Con xong rồi Đó, có rất là nhiều bạn đã đọc bài nè. cho con hỏi cái. Rồi, nói đi Đăng Nam. Dạ, viết giống như thầy là viết cái câu viết của Ôi, viết mình. đầy đủ chứ. Có bao nhiêu sự vật các bạn phải viết đầy đủ bấy nhiêu sự vật chứ. Sự vật so sánh nha, chứ không phải là sự vật bình thường ha. Sự Con vật biết, so sánh. con biết Phòng con Thầy chỉ làm là cô viết làm ví dụ cho các bạn coi thôi, một hai ví dụ thôi ha. Còn đây nó đâu, thầy viết chưa có đủ mà. Thầy còn viết thêm dấu ba chấm nữa không? Chấm 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 chấm. Có bạn tô màu nữa ha. Tô màu nhìn cho nó lạ ha. Tuy nhiên tô màu lên thì thấy luôn cái câu nó sai bét ra. Tô màu lên và làm giúp cho thầy biết cái câu đó đang bị sai. Ôi giời ơi. Hiển uy nè, làm sai nè. Thầy kêu là xác định sự vật so sánh, chứ thầy không kêu là tìm từ so sánh. Sự vật so sánh nó khác từ so sánh nha. Bài nhớ ăn Con đọc bài nha Còn Tuấn, thầy kêu là xác định sự vật ở trong hai cái câu của thầy, chứ thầy không kêu con đặt một câu mới. Kim Anh cũng vậy. đâu con có đúng không thầy? Kim Anh nè, Võ Thị Kim Anh nè, thầy không có kêu các bạn đặt câu mà thầy kêu các bạn xác định sự vật.
Có vài bạn là làm chính xác rồi đó. Của thầy cũng thắc mắc này. Ông với lại cháu buổi trời chiều với lại rạng sáng không phải là sự sáng. Ai? Ông cháu mà. Hôm bữa thầy đã nhắc nhở các bạn từ các từ chỉ sự vật là những từ nào chưa? A. À, quên luôn rồi. Quên luôn thì lát hồi thầy sẽ nhắc lại. Rồi bây giờ các bạn cứ làm đi một lát xíu lại, thầy lại nhắc lại. Cháu như tia sáng, ông như tựa vàng. Thầy ơi, con hiểu. Minh Vũ. Nghĩa là như thế nào tôi tự nói. Học bài mà cứ nín cái miệng hoài sao mà hiểu bài được. Minh Vũ ơi. Minh Vũ. Rồi, có khá nhiều bạn làm rất là tốt rồi ha. Khá nhiều bạn xác định rất là tốt. Ồ, bạn này là bạn nào vậy? Thầy không biết tên, thầy xóa nha. Bạn này coi bạn nào, thầy cũng không biết tên, xóa luôn. Ông cháu không biết tên, xóa luôn. Không có tên là thầy không có để đâu nha. Thầy ơi, con không biết. Bạn nào mà quên viết tên thì có thể vô lại để làm lại cái gì nha. Con nói.
Rồi, 30 giây nữa cho các bạn hoàn thành. Sau 30 giây nữa thầy sẽ tắt. À. Thầy, con đây là con khác ra con vô đây con ra hết ra con vô lại rồi. Bạn nào đang bật mic kìa, cứ lắc cắt lên kèn. Rồi, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, dừng ha. Thầy thấy là có một số bạn xác định khá là đúng. Được chưa? Tuy nhiên một số bạn là xác định chưa đúng, chưa đúng, chưa chính xác. À, một số bạn xác định còn bị thiếu. Được chưa? Thì các bạn nói là có thể một số bạn không hiểu sự vật là gì. Rồi, vậy bây giờ thầy sẽ cho các bạn biết sự vật là gì. Thầy sẽ giảng lại cái bài này của lớp 2, chứ không phải bài này của lớp 3 nha các bạn. Cái bài sự vật là bài của lớp 2 ha. Rồi, thầy sẽ nói lại một chút thôi. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy sự vật là những cái từ chỉ người, sự vật là những từ chỉ vật, hay sự vật là những từ chỉ hiện tượng, hay sự vật là những từ chỉ khái niệm, hay sự vật là những từ chỉ đơn vị. Được chưa? Ví dụ những từ sự vật chỉ người như là giáo viên, học sinh, bộ đội, ông, cháu trong câu mới vừa nãy. Được chưa? Còn sự vật là những từ từ chỉ sự vật, từ chỉ vật, chỉ đồ vật á ha. Ví dụ như cái bàn, cỏ, gà, biển, vân vân, đúng không? Rồi, tất cả những cái đó đều là sự vật hết, đều là từ chỉ vật. Rồi, và những từ chỉ hiện tượng, ví dụ như trời nắng, trời mưa, gió, bão, sấm sét, cầu vồng, vân vân, đó là những cái hiện tượng. Ha, ở ngoài thiên nhiên thì chúng ta cũng đó là cũng là những từ chỉ sự vật, được chưa? Rồi, ngoài ra thì có những cái từ sự vật cao cấp hơn một chút, đó là những từ sự vật chỉ khái niệm, ví dụ niềm vui, tình yêu, lịch sử, nỗi buồn, vân vân, đó đó là những cái từ chỉ khái niệm thôi. Chúng ta không có cái sự vật cụ thể để chúng ta nhìn thấy được, mà nó chỉ là những cái khái niệm cụ thể thôi, thì nó cũng là những từ chỉ sự vật, được chưa? Rồi những từ chỉ đơn vị, ví dụ như bó, cái, mét, rồi một, hai, ví dụ vậy, thì cái này cũng là những từ chỉ sự vật, được chưa? Đó, các bạn nắm chưa? Các bạn nhớ lại chuyện này ở lớp 2 chưa? Rồi ha, đó, đó là những từ chỉ sự vật, được chưa? Rồi, như vậy sáng nay chúng ta đã ôn lại được câu so sánh, và thầy đã chỉ cho các bạn ba cái bài tập chính ha, của cái phần so sánh đó, được chưa? Rồi, hôm nay các bạn có bộ đồ dùng học tập toán hay không? Các bạn có bộ đồ dùng học học tập toán không? Trường trường phát sách về cho các bạn có bộ đồ dùng học tập toán không? Rồi, thầy cho các bạn 5 phút để đi lấy cái bộ đồ dùng học tập toán ra cho thầy nha. Ba,
xuống nha. Thầy ơi, thầy con có cái bộ đồ dùng học toán thầy, tại vì con để ở nhà của con á, ở nhà của dì con. Éo nào cái gì éo? Nào éo, áo của bà. Áo bà. Vú. Vú hả? Vú. Bà ơi, bà ơi. Dạ. Con mua mẫu cho con chưa? Con mua mẫu cho con chưa? Tiêu bà này chưa, tiêu bà đi mấy đâu? Rồi các bạn lấy trong cái bộ đồ dùng học tập toán của mình đó, bạn nào mà không có đó thì lát hồi xíu thầy chỉ cái cách làm sau. Rồi bây giờ bạn nào có thì các bạn sẽ lấy ra trong cái bộ đồ dùng học toán của mình đó, ra cái món này. Đây cái món này. Dạ con có. Các bạn thấy cái món này của thầy chưa? Không có cái giống vậy thầy ơi, mà có cái này. Có cái này mà không có. Có cái giống thế này. Đúng rồi, cái giống giống vậy thôi chứ không có phần cần chính xác đây nha, cái đồng hồ đó. Đúng rồi. Này cái giống vậy thôi là được rồi, ok. Được rồi, con những bạn nào không có, rồi chạy qua gặp ba mẹ, nói ba mẹ cho mình mượn cái đồng hồ luôn. Chào thầy chút nha. Thầy ơi, con không hiểu bộ dụng cụ thì con có mà cái đồng hồ con mất tích luôn. Thì con đã đưa ra sẵn nha. Nhưng mà cái này là lớp 2. Thầy, con có 3 bộ luôn nè thầy. Nói ba mẹ cho mượn cái đồng hồ luôn. Thấy cái đồng hồ của thầy không? Đó, thấy không? Là cái đồng hồ lớn luôn đúng không? Ok, chơi lớn luôn, thấy không? Thấy cái đồng hồ luôn. Rồi. Hoặc là bạn nào có cái đồng hồ nhỏ nhỏ, ba mẹ cái đồng hồ đó nhỏ đầu giường đó cũng được, mượn cái đồng hồ đó cũng được, thầy cũng được luôn. À, đồng hồ. Ừ, miễn sao là các bạn có được cái đồng hồ trên tay là ok. À, cái đồng hồ này cũng được. Đồng hồ dày cũng được, ok. Rồi, chúng ta sẽ có một cái bộ đồ dùng vậy. Yeah. Rồi, bây giờ là trong tuần. À, trong tuần chúng ta đã học ôn cách đọc đồng hồ rồi, đúng không? Ôn cách đọc đồng hồ rồi, tức là chúng ta đã biết. À, lớp 2 chúng ta cũng đã học qua cái đồng hồ rồi. À, chúng ta lưu ý giúp cho thầy. Lấy đồng hồ đeo tay nha. Chúng ta lưu ý các bạn không nói chuyện nữa. Bảo à, ông có đồng hồ đâu thích không? Thầy thấy bạn nào nói chuyện thầy sẽ cho ra khỏi lớp. Và các bạn chú ý, một khi thầy cho ra khỏi lớp là sẽ không vào được lớp nữa đâu nha. Và thầy sẽ không duyệt cho bạn đó vào lớp nữa đâu nha. À. Rồi, chú ý cái đồng hồ. Các bạn lưu ý, kim này là kim ngắn. Kim này là kim dài, cái kim màu xanh xanh nè, kim ngắn, được chưa? Cái kim màu đỏ đỏ nè, kim dài, được chưa? Và cái kim ngắn, cái kim dài nè, một lần nó nhích một cái. Một vạch này nè. À, một cái vạch này nè là một phút. Và nó nhích hoặc là nó nhích tới một số này nè là nó nhích 5 phút, được chưa? Nhích như vậy là 5 phút, được không? Rồi, còn cái kim xanh này nè, kim giờ đó, một lần nó nhích một số đó, hiểu không? Tức là một tiếng đồng hồ. À, một lần nó nhích một số nè, các bạn thấy không? Nó nhích lên một số nè là một tiếng đồng hồ, được chưa? À, nó nhích tới số nào là nó sẽ giờ ở số đó, được chưa? Còn
cái kim đỏ này nó nhích tới cái số nào thì chúng ta sẽ đọc thêm 5 phút nữa. Ví dụ từ số 12 nó tới số 1 mấy phút, các bạn cho thầy biết, gõ lên bàn phím, gõ lên ở khung chat cho thầy biết mấy phút. Sáu mươi phút, trời đất, quỷ thần. Dạ, 5 phút. Chính xác. 5 phút, 1 tiếng rồi. 5 phút, đúng rồi. Rồi, bây giờ cho thầy biết từ số 12 mà nó quay tới số 4. Quay tới số 4 này. Mấy phút? Quay tới số 4 là bao nhiêu phút? Đúng rồi, 20 phút. Các bạn trả lời chính xác rồi đó. 20 phút, chính xác. Rồi. Như vậy, các bạn lưu ý nhớ giùm cho thầy là đồng hồ mà kim ngắn thì nó chỉ theo giờ và kim dài thì nó chỉ phút. Và mỗi một lần nhảy một số, tức là chúng ta sẽ đi được 5 phút. Được không các bạn? Nhớ chưa? Rồi, nhớ ha. Vậy bây giờ các bạn sẽ lấy đồng hồ, các bạn chỉnh cho thầy lúc 8 giờ 50, 8 giờ 50 phút. Thầy ơi, con không có đồng hồ. Bạn nào? Thầy con. Lấy giấy ra vẽ luôn. Bạn nào mà còn không có nữa thì lấy giấy ra vẽ luôn. Vẽ cái đồng hồ 8 giờ 50 phút cho thầy. Rồi, bạn nào xong thì giơ lên. Giơ lên cho thầy coi. Ok. Ok, giơ vô nha, giơ vô cái camera ha để thầy thấy ha. Rồi, thầy thấy hầu như tất cả các bạn đều làm đúng ha. Và các bạn có nhận xét gì khi cái chúng ta thấy cái đồng hồ để 8 giờ 50 này? Các bạn có nhận xét gì? Có nhận xét gì khi cái đồng hồ chỉ 8 giờ 50 này? Tại là cái kim giờ nó chỉ gần số 9. Cái kim giờ nó chỉ gần số 9, được không? Kim giờ nó chỉ gần tới số 9, được không? Nó không còn nằm ở gần số 8 nữa, đúng không? À, có một bạn phát hiện ra chuyện đó rồi đó. Tức là kim giờ nó chỉ gần tới số 9, nó không còn nằm gần số 8 nữa. Tuy nhiên chúng ta vẫn đọc nó là 8 giờ 50. Vì sao? Vì nó chưa đi tới số 9, được không? Như vậy, ngay khi mai mốt các bạn làm bài kiểm tra, các bạn phải nhìn cho kỹ xem là kim giờ này nó có đi qua con số đó chưa. Nếu nó chưa đi qua con số đó thì nó vẫn còn chưa tới cái giờ đó. Ví dụ, nó chưa đi qua con số 9 thì nó chưa là 9 giờ mà nó chỉ còn là, mà nó mới chỉ là 8 giờ, được không các bạn? Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn chỉnh cho thầy thử xem 9 giờ 50. 9 giờ 50. 11 là 55 mà chung 55 mà. Nè, 9 giờ 50. Rồi, các bạn giơ lên cho thầy xem. Trời ơi, bạn Tuệ Mẫn có cái đồng hồ quá đã luôn. Đồng hồ bự hơn cái mặt luôn. Rồi, ok. Rồi, các bạn thấy 9 giờ 50 không? Thấy chưa? Khi 9 giờ 50 thì cái kim dài này nè, nó sẽ gần tới số 10. Gần tới số 10. Các bạn lưu ý chuyện này cho thầy nha. Rồi, cái này là một cái lưu ý rất quan trọng khi các bạn làm bài thi. Bởi vì nếu mà cái kim dài này nó chưa chỉ qua con số đó
thì chúng ta không đọc cái giờ của nó. Ví dụ chưa chỉ qua con số 10 thì chúng ta không đọc là 10 giờ. Được chưa? Trừ khi nào nó qua khỏi 10 giờ rồi thì chúng ta mới bắt đầu đọc 10 giờ nha. Cái này là nhiều thầy nhắc đi nhắc lại nha. Rất là nhiều bạn làm sai ở chỗ này. Sai ở chỗ là cái gì? Chưa tới số 10 nhưng mà đọc 10 giờ. Đó. Trong đề thi nó sẽ có những, đôi lúc nó sẽ có những cái câu như vậy. Đó. Thấy không? Thì cái kim giờ nó cũng chỉ gần sát tới nè, đúng không? Chỉ gần sát tới luôn. Đó. Và bạn đã đọc là 10 giờ là sai. Tuy nhiên ở đây nó chỉ mới là 9 giờ 59 phút thôi. Đúng không? 9 giờ 59 phút thôi. Đúng không? Và nó chưa tới số 10 nha. Thì các bạn không thể đọc là 10 giờ, được không? Còn nếu mà nó tới 10 giờ nè, nó qua một chút xíu thôi nè. Thấy chưa? Các bạn thấy 10 giờ 5 phút không? 10 giờ 5 phút thì nó cái kim ngắn nó đã chỉ tới ngay đúng số 10 nè. Bây giờ các bạn sẽ chỉnh cho thầy thử là 6 giờ 5 phút xem nó như thế nào. 6 giờ 5 phút. Sáu giờ năm phút nha. Đó, các bạn thấy không? 6 giờ 5 phút tức là qua khỏi 5 phút một chút thì cái kim ngắn nó đã chỉ ngay đúng số, đúng không? Mà nó chỉ ngay đúng số thì chúng ta mới được đọc cái giờ đó, cái giờ của 6 giờ. Các bạn thấy, các bạn thấy đúng không? Được chưa? Rồi. Được chưa? Đúng không? Rồi, nếu mà nó cái kim ngắn này nè, các bạn chú ý giùm cho thầy một chút. Lưu ý rất quan trọng, kim ngắn này mà nó chưa đi tới con số hoặc là chưa đi qua con số đó thì chúng ta không đọc giờ của số đó. Ví dụ chưa đi qua con số 6 thì chúng ta không đọc 6 giờ. Nhưng bây giờ nó đã đi đúng số 6 thì chúng ta đọc 6 giờ. Được không? Giống như hồi nãy 8 giờ 50 nó chưa đi tới con số 9 thì chúng ta không đọc 9 giờ. Được không? Nhớ chuyện này nha, chuyện này rất quan trọng nha. Mai mốt cái đồng hồ á, các bạn nhìn á, coi chừng các bạn nhìn nhầm cái kim dài với kim ngắn. À, nhìn nhầm cái kim ngắn nó chỉ số nào nữa. À, rồi. Thì sáng nay thầy chỉ lưu ý cho các bạn một số cái điều đó ở môn toán và một số cái ở môn tiếng Việt. À, bây giờ các bạn còn vấn đề gì cần phải hỏi nữa không? Còn điều gì thắc mắc nữa không trong tuần học vừa rồi? Thầy cho các bạn 15 giây để hỏi. À, thầy ơi. Thầy ơi. Rồi, bạn nào? Hiền Anh. Dạ, cây kim dài chỉ vô con số nào là mình lấy con số đó nhân cho 5 đúng không thầy? Chính xác. Rồi, Đăng Nam. Dạ. Dạ, khi nào mới được phát cái mà cái đồng hồ y chang mấy bạn nha thầy? Con không thấy. Ủa, thầy đâu biết đâu. Hôm bữa ba mẹ chưa có đăng ký hả? Dạ, con không biết nữa. Ai thầy còn như vậy khi nào mình vô trường trở lại rồi thì sẽ có cô thư viện, cô sẽ bán lại các cái bộ đồ dùng học tập thì chúng ta sẽ mua lại. Tây ca không có. Nhưng con có một cái đồng hồ của chị Hai. Cũng đấy, được. Của chị Hai xài cũng hồ, được. Không sao cả. Không có đồng hồ thì cũng... Thứ hai mẹ con mang về cho con. Mẹ ơi. Rồi. Bây giờ các bạn còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không còn thắc mắc gì thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Thầy ơi. Minh Vũ nói đi. Thầy ơi, nếu là 6 giờ đó, kém á, có thể làm cái giờ kém với lại giờ hơn á, giờ hơn là kém á là chúng ta đã học trong clip rồi ha, thầy không nhắc lại đây nữa. Thầy sẽ làm mà mất thời gian của các bạn, được chưa? Các bạn chỉ cần coi lại clip là được, đúng không? Cho thầy chỉ lưu ý cái cách đọc của đồng hồ ở kim ngắn và kim dài thì cái đó là các bạn dễ sai hơn khi các bạn làm bài tập. À, thì thầy nhắc
cái đó cho các bạn thôi. Chứ còn cái đọc giờ kém hay là đọc giờ hơn thì chúng ta đã có clip rồi, chúng ta chỉ cần mở clip lên chúng ta coi là xong bố gì. Rồi, còn bạn nào có ý kiến gì nữa không? Dạ, con không. Nếu bạn nào không có ý kiến gì nữa hết thì chúng ta nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn cơm trưa.